gái và con trai thì khác nhau về rất nhiều mặt. Đôi khi, những sự khác biệt này sẽ gây ra rất nhiều phiền toái, thậm chí là cả bất đồng. Và tới lúc này, chỉ còn mỗi một việc đó là phân bua xem ai đúng, ai sai. Trong video này, chúng mình quyết định đổi chỗ cho nhau để xử gọn vấn đề này chỉ một lần và mãi mãi. Các bạn có muốn biết cuộc thử nghiệm này sẽ kết thúc ra sao không? Hãy cùng xem video này nhé! Trượt băng thật quá nhàm chán, nhưng nó lãng mạn quá mà em yêu. Chúng mình chơi cái kia vui hơn. Ôi không, đừng mà. Coi chừng đó, đồ quân địch. Lúc nào cũng vậy. Tay ta có vũ khí đây. Chỉ trượt băng thôi, không được sao? Anh yêu, em sẵn sàng rồi, mình trễ rồi đó anh ạ. Anh xong rồi đây, chỉ 5 phút nữa thôi. Thôi nào anh yêu, lẽ ra mình đã đi từ 15 phút trước rồi đấy. Không phải, cái này cũng không luôn. Chọn bộ nào đây? Em yêu, anh không biết nên mặc cái áo nào cả. Đỏ đi. Đỏ sao? Em chẳng để ý gì cả. Còn cà vạt thì sao? Mình sẽ mất chỗ cho mà coi. Với lại hôm nay mình thơm mùi gì đây ta? Chịu nổi nữa, thế là quá đủ rồi. Ai xong rồi đây? Hôm nay mình ăn tối ở nhà. Nhưng tại sao chứ? Bỗng ngô, tuyệt cú mèo. Không ra mà sáng suối gì hết. Hôm nay em phải xem bóng đá. Ôi không, lại là cô ta và bóng đá nữa hả? Vào, thấy chưa anh, thấy chưa? Đúng là một soái ca. Bạn thắng quá tuyệt vời. Ra khỏi đây thôi, một trận bóng phải thế chứ. Cái gì thế kia? Đại hạ giá. Ôi, nó sẽ giết mình mất. Hạ giá đây, đi theo tôi nào. Ôi không, đóng cửa rồi. Thôi nào, mau ra ngoài đi. Anh đóng cọc trong phòng tắm 2 tiếng rồi đấy. Đồ của em này, em dùng nhà bếp đi nha. Gì chứ, nhà bếp nào? À, em quên dao cạo nè, cầm đi. Em nói anh ra ngoài mau. Không, không, anh không thể, anh vẫn chưa xong mà. Hôm nay đi làm mệt mỏi thật sự. Ôi cha ơi, cuối cùng mình cũng đã ở nhà xả hơi một tí. Để coi ở đây có gì. Này, anh vừa mới dọn phòng đấy. Em thì chỉ ngồi không xem YouTube cả ngày. Còn cả cái gì đây? Đồ của em thì vứt chồng chất khắp sàn. Ai mà chịu nổi chứ. Chụp cho anh một bức ở đây đi. Như này nữa này. Anh xem đi này. Ôi không, mấy bức này xấu quá. Chụp mấy cái khác nữa nha em. Đủ rồi. Gì? Ê, đợi đã. Ok, mình tự sướng vậy. Cuối cùng thì mình cũng đi mua sắm. Mình muốn cái này, cái này. Không phải cái này. À, là cái này. Mình đúng là đang ở trên thiên đàng mà. Anh muốn cái này, anh lấy cái này nữa. Mình thích mấy bộ này quá đi. Bộ này sẽ hoàn hảo trên người mình.
Nhanh lên em, anh muốn thử hết mấy bộ đó. Không, không, em đợi bên ngoài đi. Được thôi. Bộ này thế nào em? Đẹp. Em nhận xét tử tế tí đi. Bộ này thì sao? Đẹp. Đẹp sao? Lại cả ngày dài cho mà xem. Ừ, anh ấy dễ thương quá. Em nhìn anh ta làm gì? Em không yêu anh nữa chứ gì? Bình tĩnh đi anh, nó chẳng có ý gì đâu. Đợi đã nào. Cướp, cướp ơi. Không cần hoảng sợ như vậy đâu. Hãy nhấn đăng ký kênh Okitoki nha. Có tiếng mở cửa, cô ấy về rồi. À, hôm nay phát lương, bao. Tí nữa được không anh? Không được, anh muốn bây giờ cơ. Ok, anh cầm hết đi này. Bấy nhiêu để mua giày? Chỗ này để cắt tóc. Còn của em đây, bấy nhiêu là quá đủ cho em rồi đấy. Ừ, tất nhiên là đủ. Đói chết mình rồi. Ôi, những chiếc bánh cuốn tuyệt hảo. Lấy đâu ra kiểu đồ cất tủ lạnh ban đêm thế này chứ? Chúng mình đang ăn kiêng đây. Đây là lễ kỷ niệm thứ 3 của chúng mình. Mình đến phần tặng quà đi em. Ôi, được rồi. Đây đúng là những gì mình ao ước bấy lâu nay. Tuyệt. Đây là đôi thứ 14 rồi. Giờ thì mình đã có cả bộ sưu tập. Wow, anh hạnh phúc quá. Anh thì đương nhiên là vui rồi. Tới lúc giữ nhan sắc buổi tối rồi. Anh xe ra chút được không? Em không thấy gì cả. Không, anh cần nó hơn em. Ok, chẳng ai nghi ngờ điều đó hết. Chán quá. Wow, chào cưng. Au, tốt hơn hết là không lộ liễu gì cả. Giờ thì lại chán như con gián rồi. Đúng là một buổi tối tuyệt vời. Hachu. Sức khỏe. Hachu. 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 Kinh quá. Cầm lấy, chúa ban phước cho em. Thân tay sao? Cảm ơn nha. Wow, đúng là giàu mà. Cuối tuần này chúng mình đi xem phim nha. Dạ, yeah, ý hay đó. À, cứu tôi với. Bạn nó ra khỏi tôi đi. Bình tĩnh, đây chỉ là đồ chơi thôi mà anh. Không không, vứt nó đi, nhanh lên. Nhìn này, nó chỉ là đồ chơi thôi mà, em chắc không? Thế mà anh cứ tưởng. Chào, các anh dạo này thế nào? Động tác tuyệt cú mèo. Đây không chỉ là chào, mà thực sự là cả một kiệt tác đây nha. Giờ là lúc làm móng tay. Này anh, chỗ này bừa bộn quá đấy. Anh có định dọn thật không vậy? Em không thấy anh đang bận hả? Sao anh sống được trong mớ hỗn độn này vậy trời? Trời ơi, nhiều quần áo bẩn quá. Phải mang đi giặt thôi. À, đây rồi, đồ tách bé nhỏ. Chị tìm em lâu quá rồi đây. Mùi kinh quá. Cái này không có mùi gì hết. Thôi nào, mình có thể mặc nó thêm một lần. Có lẽ vậy. Các bạn có thích thử nghiệm này không? Hãy nhấn nút like video này, đăng ký kênh của chúng mình. Và đừng quên bật thông báo nhé.
Hẹn gặp lại các bạn.